vừa rồi Nhạc Linh Sơn đang ở đây kia mà ta nhớ nàng ngồi cạnh ta quạt nàng cất tiếng em đềm ru cho ta ngủ và nàng đang âu sầu u rô lời em đềm như gấm như nhung rồi nàng buồn bã lặng lẽ quay đi để ta ở lại cô đơn ta bơ vơ trên dáng nẻo sông hồ tiểu muội hiện gần nhau trong gang tấc mà cách trở mấy quang sáng một tượng đồng mang tên họ Nghi Lâm mà đại ca cứ ngỡ là nhạc mũi của mình nhạc linh sáng rạng rỡ tỏa sáng như ánh hào quang bốn mùa qua nắng dập mưa vui hiền muội ơi tha thứ tội vô tình xung ca luôn quy mến trăng trọng chân tình của sư muội nhớ làm chi cho kẻ tương tư mang hận sầu triệu nặng cứ để mặc em chấp nhận đau thương và thời gian xóa tan kỷ niệm chợt tình cơn mê chỉ toàn ác mộng tình giấc bâng quâng thêm nhiều cay đắng mùi trở lại thanh sơn liệm tình nơi quan gia vùi chôn mong ước dòng tình yêu nay đã không tròn xung ca làm sao mùi quên được một hình bóng kiêu hùng đại ca ngồi ở đây mà thương nhớ đâu đâu không đói hoài đến nỗi đau đớn của Nghi Lâm tình em trao quyền gọi mây bay ngắm chiều buông cho sò dương đôi ngân lệ chuyện tình mình sao quá mong manh người thương ơi đôi ngã chia ly ai khiến xuôi chi gần ở bên nhau xa cách tâm hồn tôi sư muội đến từ bao giờ mà đại ca không hay biết nếu đại ca có điều gì không phải xin Nghi Lâm sư muội hãy bỏ qua cho ta lĩnh hộ đại ca lĩnh hộ đại ca có cần nói chi những lời ngôn sao dù đại ca chỉ xem muội như ăn mì trôi như làng do tôi nhưng với mọi người là ảnh dương soi là làng hơi ấm tròn sờ tim trọn lòng chiếm ngưỡng cho rằng nó chỉ là mơ tưởng đơn phương một mình cho kêu mang sầu tương tư tim mình nhói đau tình đã cho đi tiếc thương đời ta sao lắm chuyện đau buồn lo cho người mà người đâu biết tiểu muội là tên trộm mới vào nghề nên e ngại chuyện trái lương
Nguyệt. Dạ, dạ chào thầy. Dạ mời thầy ngồi, mời thầy dùng nước. Đã từ lâu tôi gian em đừng gọi tôi bằng tiếng thầy, tôi nghe nó khó chịu lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi gọi thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy để xưng hô thì thầy cho là khó chịu, chứ còn những lời dịu dàng êm ái nào hơn nữa? Bụng dạ của thầy đã biết, tại sao thầy không chịu nói ra? Nguyệt, anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lần đần, suốt một đời duyên nợ dở dang. Lương tâm của thầy cắn sức chăng? Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa, để chiều theo ý của thầy, tôi có thể gọi thầy bằng mình, hoặc ba thằng tắm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình, ba thằng tắm, nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, kể từ đây hai tao im gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Quãng đời còn lại anh với em mặn nồng, tuy hai ta không đường hoàng gia thú, nhưng mà nghĩa vợ chồng sao chưa có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ có thể hiểu được anh với em đã vượt qua khuôn khổ của gia đình, là chúng ta nối lại mối tình xưa gian dở. Để buộc ràng vào quá khứ thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ, mà nếu như chiều theo ý của thầy thì thêm một người phụ nữ khác là vợ của thầy phải khổ đau. Thôi thì anh hãy để cho tôi cảm về gối chiếc tình yêu thoáng ban đầu. Gỡ ma của thằng tâm với tất cả niềm nhớ thương trọn vẹn. Sắp tới đây thằng tâm con của chúng ta nó sẽ tốt nghiệp ra trường, rồi đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình hoan hỷ nâng ly chúc mừng con trong bụng.
chỉ đến gửi quà cho con trong ngày cưới, chứ có danh nghĩa gì mà mẹ dám nghĩ tới chuyện nâng niu. Nguyệt, em định gửi quà gì cho con? Đây, mặt gối thiêu còn dáng vợ. Chim Quyên Ương, trong ánh chớp nền trời đấy đó, Quyên Ương và lẽ sông tuyệt vời. Dịu dàng từng đường kim môi chỉ, có trái tim sắc son tình chung. Nhịp nhàng phương trời xa thẳm, duyên lửa đôi sắc son chờ mong. Vậy mà bao nhiêu năm rồi em lại vững vững như người qua đường xa lạ. Trong lúc anh ấp ủ, anh ân yêu một tổ Quyên Ương em đềm hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối, khiến cho anh đây phải nát ruột xé lòng. Nguyệt, em hãy ban cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta? Còn chúng ta hãy sống như đôi kim Quyên Ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con còn lại một mình đứng sức vô. Dần tháng tháng ngày ngày đang gào to trên sóng dữ. Nhưng đã từ lâu rồi hả em? Giấc xuân mộng từ lẩu cam trong trại, tình gối chân nay vẫn chiều lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng, duyên căn lệ không thể nào tái ngờ. Gương xưa đã vỡ làm đôi môi chúng ta soi vào bước chân con đang chập chừng trên đời. Quãng đường xa còn trong gai thăm thăm xa mờ, thằng Tâm đó sẽ như nào? Trước giờ đời ban lời mua danh, buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán, thì chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng Nguyệt. Em hãy an tâm, thằng Tâm con của chúng mình nó ngoan lắm em mà. Em biết không, từ nhỏ cho tới lớn anh lo cho con nó không thiếu một thứ gì hết đó em. Anh Minh à, theo tôi thì như thế cũng vẫn chưa đủ, mà thương con thì mình phải sống trọn vẹn gì con. Đừng để nó rơi vào vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước, ngập trong lớp rung rêu cặn bã ao tù. Hãy chấp cánh cho
nói với nó hiện tình khốn khổ của người dân trên cổ mang trồng, cho nó được sáng mắt sáng lòng. Phân biệt thế nào là ghét là thương. Nguyệt, anh về nha Nguyệt. Dạ anh về. Anh về nha Nguyệt. Dạ anh về. Nguyệt không cản hả? Cản thiệt chứ, anh về là không được đâu. Tại vì còn chưa xong. Dạ xin kính chào công tử. Trong tình cảnh này mà tiểu thư còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Không, làm sao tôi dám giận, mà làm sao giận được trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ, đã trái thân luân lạc giữa phong trần trong cuộc đời giả trá bạc đen. Dinh nhục đã quá nhiều, tôi vẫn còn tiểu thơ là người tri kỷ tri âm, cứ xử với tâm chân tình xoa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trăng tay nên tôi đành ôm phần, xin cứ nặng lời mỉa mai, em cúi mặt đợi chờ những trách hờn của ai. Tiểu thơ ơi tôi vẫn còn nắng nở, ân nghĩa tiểu thơ đáp tạ mây cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết đến bao giờ mới trả xong. Em không dám sánh học đòi với những trang liệt phủ ngày xưa, đã cắt tóc tiền tiền chồng lai kinh ân thi, đây gói hành trang chan chứa một thông tình, và số bạc mòn mà em đã chắc chiêu trong những ngày nắng sương tần. Trang trọng tráo tay ân cần đưa tiền kè đăng trên gửi gắm vào đây tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt quê cầu dựng quán vì nàng nghĩa thương thường, bước ra khỏi dòng lệ dấu thị phi, ngài ban hộ tên để làm rạng danh tông tổ. Em không dám mong được cùng ai vui đào xứng tùy, nếu như chàng còn nghĩ chút nghĩa tương tri thì với cha em hãy nghe điều
Quỳnh Nga. Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào trước ý tình nàng tha thiết quá. Biết nói gì đây khi mình vẫn trăng đôi tay. Trần Lan, Trần Lan ơi, còn đây là chiếc áo lụa cướp bằng tơ tâm sự. Mà đêm từng đêm em cố công may giờ âm thầm. Đôi bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập tâm hồn. Đêm từng ngày tháng lũng dần trong yêu hoành. Lòng thầm cầu mong cho ai lập được chút công danh. Danh hình dung bóng ai chập chờn bên ánh lửa. Cô sơ gom lá thêm vào cho đủ sáng đọc kinh thiên. Miệng đọc sách tay lia đọc mùi. Em cố dệt cho rồi chiếc áo để hầu kịp buổi lai kinh. Đường lái kinh xa biệt ngàn dặm gió. Chàng mặc vào cho ấm lúc sương đêm. Lòng kỳ vọng chàng ơi xin hãy nhớ. Áo lụa nghèo chớ thay bằng áo gấm tràng nguyên. Quỳnh Nga nhận vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rước lỡ yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn giữ chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình. Tay ôm áo ấp vào trong ngực mộng. Chưa mặt mà hơi ấm đã len vào từng kẻ tóc chân tơ. Giữ mãi bên mình manh áo lụa. Ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây. Bước thăng trầm trời đất cũng la lai. Trong nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt hương nồng. Trần Lan, Trần Lan ơi, xin chàng đừng nặng quá ngân thời vì ngủ đôi với cha già. Không, Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em ghi như ngọn đồi hèn mong. Còn tình của em thì cao vời vợi như ngọn Thái Sơn. Cay đắng ngày nào không còn nữa trước tâm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son, em xứng đáng trải danh liệt phù. Đời giàu cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc thì ta biết phải nói làm sao cho tròn vẹn chân tình. Buổi tiễn đưa sao quá nhiều bình rình, xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây
cho tới ngày nhắm mắt. Lời đã trao ta nguyện giữ vẹn hương thề. Em nguyện khép cửa phòng quê, đời chàng bay tổ vinh quy tương phùng. Tiễn nàng về với quê trung, dòng tay từ tà thủy chung vẹn vinh. Lòng như bóng nguyệt theo nghìn dặm soi. Xin tạm biệt, xin tạm biệt. Dạ, xin kính chào công tử. Trong tình cảnh này mà tiểu thư còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Không, làm sao tôi dám giận? Mà làm sao giận được trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã trái thân luân lạc giữa phong trần, trong cuộc đời giả trá bạc đen, vinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thơ là người tri kỷ tri âm, cư xử với tâm chân tình, xoa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trăng tay nên tôi đành ôm phần, xin cứ nặng lời mỉa mai. Em cúi mặt đợi chờ, nhưng trách hơn của ai. Tiểu thơ ơi, tôi vẫn còn nắng nở ân nghĩa tiểu thơ đáp tạ mây cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết đến bao giờ mới trả xong. Em không dám sánh học đòi với những trang liệt phụ ngày xưa, đã cắt tóc tiền tiền chồng lai kinh ân thi. Đây gói hành trang chan chứa một thông tình, và số bạc mòn mà em đã chắc chiêu trong những ngày nắng sương tần. Trang trọng trao tay ân cần đưa tiền kia.
tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt quê môn bên cầu Vĩnh Quang, vì nặng nghĩa hương thường bước ra khỏi dòng lệ dấu thị phi. Ngài ban hộ tên để làm rạng danh tông tổ, em không dám mong được cùng ai vui đào xứng tùy. Nếu như chàng còn nghĩ chút nghĩa tương tri, thì với cha em hãy nghe điều ân quán. Quỳnh Nha, Quỳnh Nha ơi, ta nghẹn ngào trước ý tình nàng tha thiết quá. Biết nói gì đây khi mình vẫn trăng đôi tay. Trần Lan, Trần Lan ơi, còn đây là chiếc áo lụa cướp bằng tơ tâm sự. Mà đêm từng đêm em cố công may vỡ âm thầm. Đôi bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập tâm hồn. Đêm từng ngày tháng lũng dần trong yêu hoành, lòng thầm cầu mong cho ai lập được chút công danh. Danh hình dung bóng ai chập chờn bên ánh lửa, cô sơ gom lá thêm vào cho đủ sáng đọc kinh thiên. Miệng đọc sách tay lia đắp mùi, em cố dệt cho rồi chiếc áo để hầu kịp buổi lấy kinh. Đường lái kinh xa biệt ngàn dặm gió, chàng mặc vào cho ấm lúc sương đêm. Lòng kỳ vọng chàng ơi xin hãy nhớ, áo lụa nghèo chớ thay bằng áo gấm tràng. Quỳnh Nga ơi, nhận vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rước lỡ yêu đương, ta nguyện cùng ai thề vẹn giữ chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay ôm áo ấp vào trong ngực mộng, chưa mặt mà hơi ấm đã len vào từng kẻ tóc chân tơ. Giữ mãi bên mình manh áo lụa, ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây. Thăng trầm trời đất cũng la lai, trong nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt hương nồng. Trần Lan, Trần Lan ơi, xin chàng đừng nặng quá ngân thời vì ngô đôi với cha già. Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em ghi như ngọn đồi hèn mong.
còn tình của em thì cao vời vợi như ngọn Thái Sơn. Cay đắng ngày nào không còn nữa trước tâm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son, em xứng đáng trải danh liệt phù. Đời giàu cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc thì ta biết phải nói làm sao cho tròn vẹn chân tình. Buổi tiễn đưa sao quá nhiều bình rình, xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt, lời đã trao ta nguyện giữ vẹn hương thề. Em nguyện khép cửa phòng quê, đời chàng bay tù vinh quy tương phùng. Tiễn nàng về với quê trung, dòng tay từ tà thủy chung vẹn vinh. Lòng như bóng nguyệt theo nghìn dặm soi. Xin tạm biệt, xin tạm biệt. Vịt lộn không? Trời ơi, cái anh này kỳ ghê gì đó. Tao bán bánh bông lan mà hỏi hộp vịt lộn là sao? À, đâu? Ủa? Cô hai? Ủa, anh ba? Trời ơi, bữa nay gặp được cô đây rồi, mừng quá. Anh ba? Hồi nãy tôi kêu cô hai đại với tôi đâu có biết là cô đâu. Anh ba ơi, anh mua giúp giùm em vài cái bánh bông lan đi anh. Rồi, yên tâm đi, chút xíu nữa tôi mua hết xề cho. Anh nói thiệt nha. Mà trước khi mua cô hai nghe tôi nói nè. Dạ sao hả anh? Đây cô hai nghe nha. Tại tôi nhìn cái bánh bông lan á là tôi mới nhớ tới cái câu nói này nè. Em đang nghe nè. Bông lan cánh trắng nhụy vàng, qua thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan. Xe đò lúc tình cô hai ơi, cái bông lan nhụy vàng cánh trắng, còn cái bánh bông lan cánh nó vàng mà nhụy cũng vàng luôn. Dạ đúng rồi đó anh ba. Vậy mà hễ gắn nhau thì trống bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi này. Ủa sao cô hai nín thinh không nói một lời? Ông bà mình có bảo á, hãy ăn thì nói. Sao cô hai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ dạ phải rồi đó anh bà, hãy có ăn
ăn thì có nói, nhưng mà anh biết không, từ hồi sáng tới giờ tôi bán không à, chứ tôi không có ăn. Ý chết, trời đất ơi, vậy sáng giờ tôi nít gần cái chục cái bánh bông lan rồi. Cái điều này chắc là tôi phải ở đây tôi nói hoài, nói hoài luôn cho tới tôi. Ý mèn ơi, anh ba nè, anh ở thì tôi không có dám mời, nhưng mà anh muốn đi thì thiệt lòng tôi đây cũng không có dám hối nữa. Cô hai, vậy chứ cô hai hối làm sao chứ đành đoạn. Trong khi chỉ tại nhớ cây bánh bông lan, mà từ ở trên xứ tôi lặn lội xuống dưới này. Ủa, bộ trên anh không có bánh bông lan hả? Chắc người đánh bộ khéo tay, cho nên tôi mới nhớ hoài. Rồi đổ khuôn luôn đó anh. Ủa, nói vậy không phải? Dạ không phải em. À, chắc là nhờ tay nướng khéo đó. Chàng ơi, mấy đứa em của em mà nó nghe anh ba khen vậy chắc là nó mừng lắm luôn á. Cô hai, cô hai ác gì vậy? Không lẽ tôi nói tôi xuống dưới này là tại vì tôi nhớ. Anh ba nhớ. Nhớ bánh bông lan. Trời ơi cô hai ơi, cô hỏi hồi nữa là tôi trả lời tùm lum luôn á cô hai. Tôi nói tôi nhớ là anh nhớ cái gì? Khó nói quá, thôi giờ cô ba nói trước đi. Thôi cô hai nói trước đi. Trời ơi, làm cái gì mà anh lính quýnh à. Anh nghe tôi nói nè. Bông lan mắt miệng kề, thương anh bởi câu hò lần tiếng tựa duyên. Con đò dàm có thơm thang, quen hơi nhớ tiếng xuống đây tìm mình. Quen hơi nhớ tiếng xuống đây tìm mình. Anh ba ơi, chắc tại cái bụng của tôi thiệt thà nên hãy nghĩ sao thì tôi nói ra làm vậy. Cô hai nghĩ gì vậy cô hai? Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái anh đem theo về xứ để anh dùng. Được không anh ba? Cô hai, cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Trời ơi, vậy chứ tôi cũng không biết sao mà cho anh ăn bụng nữa. Không lẽ tôi cho anh mượn khuôn, mượn lò để anh về nhà anh nướng bánh anh ăn hay sao? Cô hai. Dạ. Tôi nghe nói cái nghề làm bánh bông lan đâu phải ai muốn làm cũng được. Phải học hỏi cho đàng hoàng nè, rồi phải khéo tay nữa đó cô hai. À, vậy không ấy, anh ba về rồi đưa chị ba xuống. Ba má tôi chắc không có số bụng mà dâu nghề. Cô hai, cô tốt bụng vậy á, thiệt lòng á là tôi cảm ơn. Nhưng mà ngặt một điều. Sao anh ba? Tôi đây chưa có vợ. Hả? Nói vậy anh ba đây chưa có vợ hả? Dạ, từng tuổi này tôi ở vậy thiệt có mình ơn hà. À, thôi tôi biết rồi. Chắc tại anh ba lọc lừa, anh ba kén chọn nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải không? Có lọc lừa, có kén chọn gì đâu. Nhưng chắc tại cái mùi vị bánh bông lan mà cả đời tôi quên hỏng có được. Hay là anh để tôi làm mai cho anh một cô bạn cùng làm bánh bông lan, kêu nhất
Trời ơi, cô Hai ơi, sao nãy giờ tôi nói cái gì cô Hai cũng bàn ra hết trơn hết rồi vậy? Ai biểu anh chồng cho? Thôi thì nói gần nói xa, hỏng qua nói thiệt. Anh nói thiệt đi anh ba. Tôi lặn lội xuống dưới này là tại vì tôi nhớ. Anh nhớ. Tôi nhớ. Anh nhớ ai? Nhớ cô Hai.
cho ai. Đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui chung từ đây, vui chung từ đây. Lỡ một cung đàn phải chẳng tình đời là vòng có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau. Náo thân cửa từ bi Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi câu khen. Chắc có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng nên anh đắm anh say, anh mơ anh mộng còn nhớ thương chi người con gái quê mùa. Ôm công em thương nhớ đợi giờ, con đò nhỏ còn cắm sào trên bến đời, bao giờ trở lại bên sông xưa. Thôi còn chi đâu mà mơ đợi chờ, một lần đưa tiền là trọn đời mình dính biệt. Cánh bướm ngày xưa đã say mê trong khu vườn lạ, để cho lần ngày nay cánh ru hương tàn. Lan ơi, Điệp trọn đời yêu chỉ có Lan thôi, vẫn nhớ mãi câu hẹn thề năm cũ. Nhưng người ta đã dùng uy quyền và thế lực buộc anh phải phũ phàng quên bỏ tình xưa. Cho bến sông xưa vắng bóng một con đò, cho Lan nghêu rũ đau sầu trong tuyệt vọng, cho mảnh trăng xưa không còn soi chung bóng, cho Điệp và Lan chia biệt trọn đời. Ôi Điệp ơi, bận lòng mà chi nữa, mong anh trọn đời hạnh phúc với cần buồn không ca. Chim hỏi xót thương ai, hàng cây đứng nghiêm âm thầm nhìn mây bay, che cứng phía chân trời. Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia sông, nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm. Rồi một thân lữ khách lên đò sang bên sông, nét mặt u buồn.
đến viếng thăm chùa. Trời vô tình đã khiến xuôi nên cơn ly tan, cớ sao hãy còn xuôi người yêu đi thăm lang. Điệp nhìn lang không nói, đôi lòng chung đắng dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên loài hoa dài. Sau chuyện tình yêu gian dở mang nỗi buồn thương, tìm đến thiền môn vui chôn tuổi xuân thì kìa sao ni cô cúi đầu buồn bã không nói nên lời. Tôi đã tìm nàng khắp chân trời gốc bể, mong một lần gặp lại người xưa. Nàng cứ ngỡ tôi bạc tình giông phụ nên đã âm thầm buồn bã bỏ đi. Xin yêu cô hãy giúp tôi gặp nàng dù chỉ một lần để nói lên lời thiết tha thương nhớ. Điệp không giông phụ bao giờ. Lan, Lan ơi tội tình chi
em đài đọa cuộc đời. Phơi phơi tuổi xuân đời còn nhiều quá mộng, sao khoác áo nâu sòng dù vì một thời thơm. Thôi ông hãy về đi, chuông mõ công phu đã vang rền trên chánh điện. Cửa chùa khép là nở trần đã dứt, chuyện ngày xưa xin đừng nhắc lại làm gì. Giờ tao ngủ sao em đành xua đuổi chẳng tiếc thương làng. Nam Mô A Di Đà Phật, xin đừng đếm lục dục thất tình làm quen ô cửa từ bi làng lại. Xin ông hãy về đi, ông hãy về đi, đừng bận biểu tiếc thương làm gì. Làng ơi, nếu lòng em đã quyết thì thôi điệp về đây xin dừng biệt trọn đời. Điệp, người đã xa rồi bước dần trong sương lạnh, lòng bỗng nghe thương nhớ mênh mang. Cầu Phật tổ hiền linh giúp cho lòng đệ tử khuây qua nỗi đau sầu trong đường. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm yên trên cành liễu đời. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. Một dân trăng ai sẽ làm đôi, nửa vui chiếc nửa soi dầm trường. Nhớ chuyện xưa ai làm tan vỡ đôi tim, cuối đường mong ước ra rời tơ. Người đến đem đi bán, người đến bán bao nhiêu một anh trăng vàng. Người ở trần gian hay từng chốn cung hằng, tôi muốn hỏi người đi tình sao cất tiếng rao hoài bán một dân trăng. Mây đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người mua được một dân trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian thank you.
còn nàng tính hay điên mà mua ánh trăng vàng. Trăng của riêng ta, ta chỉ bán cho nàng. Trăng trong thơ của hàng mặt tử, dù khuyết hay tròn, dù đục hay trong, nếu mấy đêm rồi nàng ngồi đêm sau băng thì ta cũng thao thức qua những đêm sầu duyên kiếp. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ giọt, ta cũng đợi chờ suốt cả một mùa trăng. Trong tiếng hát u hoài trời thu còn mờ in bóng ai, nhưng dấu chân vẫn chưa tàn phai. Tình ban đầu vì đâu trái ngang, duyên kiếp ơi đến nay lìa tan. Mong cầm ơi thôi đừng chờ đợi nữa, người của em yêu đã thành thế nhân rồi. Mong ban đầu chỉ bấy nhiêu thôi, đôi dòng chữ chơi mấy lời nhắn nhủ. Run run tôi viết tên nàng, ai mua trăng vàng tôi bán trăng cho. Dạ thưa bác, tại sao bác biết con Lan? Hồi nãy tôi sai nó qua đây, tình cờ gặp lúc ông bà phủ trần xuống đây nói chuyện. Nó đứng ở ngoài hè nó nghe hết á, nó mới chạy về nhà, vừa khóc vừa nói. Mà không, nó khóc thật nhiều chứ có nói được gì đâu. Tôi cô dỗ dành hỏi rõ đầu đuôi, nó mới nức nở khổ sở trong lòng. Không hiểu cớ gì cháu đã gây điều tác tệ, làm khổ đau lòng mẹ, làm đau khổ bạn chung tình. Khỏi thấy cảnh gai mắt chương tai, chỉ có một thằng con trai mà nó bạc nghĩa vô tình. Chuyện lỡ rồi mình hãy tìm phương giải quyết. Để khỏi ai phá
ai vướng bần trong lòng. Bận lòng thì không sao tránh khỏi, phải chuyện lỡ dở ra tôi còn buồn như vậy, con Lan nó còn buồn như vậy, huống hồ chi hoàn cảnh của cha con ông Phủ Trần còn khổ đến mức nào nữa chị. Chị cứ, chị cho tôi thắp ba cây nhang để tôi thưa với anh cử đôi lời nghe chị. Anh cử à, xưa nay người ta thường nói thế vật đổi sao dời, nhưng tôi tin rằng tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ dời đôi. Thập ba nén nhang tôi thành tâm xin anh tha thứ lỗi, vì tôi xin rút lại lời giao ước cũ đã từ lâu ràng buộc hai nhà. Anh biết tánh tôi mà, xưa nay tôi không thể nghe nói hai lời, nhưng giờ đây anh đã khuất nuôi chỉ cử táo tần trong cảnh mẹ quá con tôi. Anh dư biết tánh tôi xưa nay thề chẳng đổi dần, còn chỉ cử đây trước sau dần về, nay có chuyện biển dâu biến đổi, anh có linh thiêng xin đừng giận đừng hờn. Anh tôi, anh quyết hủy bỏ lời giao ước cũ sao? Cũng tại tôi sanh con mà tôi không biết dạy con, mọi việc do con mà rã tất cả. Bây giờ con không biết ăn làm sao, nói làm sao cho phải. Chị cử, tôi xin thề có trời đất chứng cho là tôi không có chút buồn giận chị. Còn cháu Điệp, cháu yên tâm, má không phiền trách cháu đâu. Chẳng qua cháu với con Lan vô phước chẳng được gần nhau, nên mới xảy ra điều tai tiếng. Nay chuyện đã lỡ dở ra rồi, người ta giàu sang còn quyền thế, thì cái chuyện này không có dễ gì đâu. Với chị đây, con Lan nó vô phước, nghe nó chẳng được làm dâu, thì thôi để cho nó làm con gái trong gia đình. Nhà ở cạnh bên, khi tối lửa tắt đèn, con Lan nó sẽ tới lui thăm viếng. Còn chuyện quý hôn là do tôi quyết định, ở dưới suối vàng anh không phiền trách gì đâu. Cần câu ra ngồi cạnh thạch bàn, lòng dương già mơ màng theo sông nước. Gió động ngàn lao khua xào xạc, sở dương mới thả hồn theo chiếc lá khô rơi tán mạng ở gian gành. Lòng quân dương bỗng nghe xúc động mối thâm tình,
ngày đưa mắt nhìn sáng hang cua cạnh góc thạch bàn, con cua cái nằm lốt gió trong hang. Con cua đứt ngày đêm lo canh giữ vợ hiền, quên cả việc đi tìm mồi cho đỡ đói. Vợ chồng của sanh dây nhau vào mát cạnh giang hà. Sở Dương buông câu theo dõi đôi cua đang ôi đậm đà. Ngài liền có tiếng ngợi khen đẹp thay tình chồng vợ ghen mấy nghĩa tàu khăn. Lời vớt còn nặng nghĩa phu thê, không chi loài người ai không trọng câu luân thường đạo lý. Sách có câu nhất già đồng sàng chúng già ai, nhất nhật phu thê hề ba già ân. Lại ngày qua nước thủy triều mây phen lên xuống, hoa đào hoa điệp rụng rơi từng cánh mộng. Đến ngày lột vỏ con cua đực thì con cua cái nó mặc tình đi dọc về ngang. Bỏ con cua đực nằm hiu quạnh trong hang, con ác thủ nó đem lòng tàn nhân. Dẫn về một gã nhân tình quá đôi càng to lớn, đến xe xác anh chồng xấu số vô duyên. Sở Dương thấy cảnh bạc đen cất tiếng than rằng để rồng trời cao đàn bà lòng gia hiểm sâu. Ngoài môi lại nói Sở Dương như muôi sắc kim châm, dẫn thai kẻ ân tình không giữ tròn. Sở Dương muốn thử lòng dạ thế nhân, ai là người bạc trắng mới viết bản truyền rao khắp cả dân. Truyền cho tất cả thần dân hãy tuân theo sắc lệnh của triều đình. Truyền cho tất cả đàn bà sở quốc ai can đảm giết chồng thủ cấp dân lên. Được ban nhất phẩm phu nhân lụa là gấm dốc vàng rồng mười xe. Từ trong thành nội bán ra chiêu vua nước sở gần xa đăng tường. Thank you.
chưa đầy nửa tháng. Từ những mệnh phụ phu nhân đến những chàng thiếu nữ chung tình, họ đem thủ cấp người yêu đến hoàng cung để hưởng lộc triều đình. Nhưng Sở Dương vẫn dằn lòng căm giận và phế liền một chiếu chỉ thứ hai. Ai can đảm giết được vợ nhà, trẫm sẽ chia nửa giang sang Sở Quốc. Nhưng một năm trời lặng lẽ trôi qua, không có một người đàn ông nào đến đền rồng lãnh thưởng. Bởi không có kẻ mài râu nào nở nhẫn tâm giết thác bàn tâm đồng. Bỗng một hôm có một chàng nông phu nghèo khổ, áo chẳng đặng lành cơm chẳng đủ no. Chàng tìm đến Sở Dương xin vua trao gươm về nhà giết vợ. Vua nhận lời trao gươm và thi hành theo gót kẻ nhà quê. Nhưng khi anh ta về đến mái lều tranh, đứng bên dắt nghe tiếng vợ hiền ru con não nuốt. Chàng vội cất tiếng khóc than và chạy tìm quận dương xin dập đầu tạ tội. Bệ hạ ơi, thần dân nghi thà cam chịu chết chứ không thể đành tâm giết chết vợ mình. Sở Dương cất tiếng ngợi khen, truyền đem châu báu ngọc ngà mà ban thường cho hay. Trong đạo vợ chồng biết ai chung thủy, ai lòng bạc đen. Xin lỗi, xin bà đừng bày trò ân nghĩa. Bởi vì khi nói tới chuyện nghĩa ân thì chỉ phải nói ra từ trước, từ khi tôi làm nhịp cầu để cho chị được qua bến nhiều đường. Trong khi tôi phải ôm nỗi khổ đau gian trường vì đã vô tình bóp nát con tim, mà phải gượng cười cho trọn nghĩa hy sinh. Thì ra năm xưa em cũng cùng chung lối mộng, vậy mà nào chỉ có biết có ngày để giờ đây sụp đổ một lâu đài. Chỉ dùng về để hạnh phúc vừa khỏi tầm tay, hỏi kẻ tham phú phú bằng bà đã mê sang giàu nên làm khổ đại ca tôi. Cô nương ơi, tôi biết phải nói gì đây. Cái cuộc bể vô đã đem khổ sầu dẫm lên làm tan vỡ mộng ước gì. Tôi chỉ là cánh bèo trôi trên mặt nước, mà trường giang thì hàng hàng lớp lớp sông đẩy đưa nhau biết xuôi ngược mấy sông. Chừng trời tạnh mây tan thì mới hay mình đã xa bờ, chỉ còn lại đây nỗi niềm cay đắng. Ta bắt nhịp cầu cho lệ mặn vào tim, tan vỡ một cuộc tình thì ai cũng khổ đau. Chứ nào phải đâu chỉ có một người, đồng là phận gái như tôi, chắc cô nương cũng là kẻ chia nhiều thiệt thòi khi mà càng thường gái gánh. Khổ sầu đâu không thấy, mà tôi chỉ thấy bà bước lên một bước cao hơn và sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả tình xưa nghĩa cũ. Không, không, người đang làm
Trọn đời tôi chỉ yêu anh Bảo, dù hiện tại tôi vì người mãi mãi cách ngăn. Trọn đời bà chỉ yêu anh Bảo. Ôi lời bà nói ra tôi nghe như mật ngọt đã rót vào tai em à, như một cung đàn. Bà còn yêu đại ca tôi mà tâm rẽ lối sang thuyền. Bà có biết không, trong những ngày bị giặc binh hành hạ, đại ca tôi lúc nào cũng thầm gọi cô nhân ơi. Đã mấy năm trời người cương quyết dùng lên, tập hợp nghĩa binh chống kẻ thù xâm lược, nhưng vẫn không quên giờ là tin tức, giờ có cơ hội gặp lại người xưa. Trời ơi, vậy mà người ta đã nói rằng chàng đã chết, rồi bắt cha tôi vào tội tử và buộc tôi phải làm thư thiếp để gỡ tội trước cha tôi. Thôi đi bà ơi, người con gái nào một khi đã phản bội thì đều có muôn ngàn lý lẽ. Phương ơi, dù cho cô có trách mắng tôi thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng đã lỡ rồi một chuyến sang nhau. Tôi biết vì còn yêu tôi nên chàng mới liều lĩnh tới khoang mai nương, để rồi bị quân dây bắt. Chàng bị hành hạ thì lòng tôi cũng đau như cắt, nhưng cũng phải gượng cười vì sợ quân giặc nghi nan. Phượng ơi, tôi muốn cứu chàng nhưng biết phải làm sao, vì tôi chỉ là một con cừu non bé bồng, còn chàng với chồng tôi là hai con mảnh hồ đang muốn giết nhau trong một cuộc tranh hùng. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng dân trăng ai sẽ làm đôi, nửa in bôi chiếc nửa soi dầm trường. Nhớ chuyện xưa ai làm tan vỡ đôi tim, cuối đường mong ước ra rời tơ. Người đánh đem đi bán, người đánh bán bao nhiêu một anh trăng vàng. Người ở trần gian hay từng chốn cung hằng, tôi muốn hỏi người đi tình sao cất tiếng rao hoài bán một dân trăng. Mây đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người mua đứt một dân trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian.
dù khuyết hay tròn, dù đục hay trong. Nếu mấy đêm rồi nàng ngồi đêm sau băng, thì ta cũng thao thức qua những đêm sầu duyên kiếp. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ giọt, ta cũng đợi chờ suốt cả một mùa trăng. Dần trăng vàng chơi vơi, trăng ơi trăng khuất bóng sao rồi, trong tiếng hát u hoài. Trời thu còn mờ hên bóng ai, nhưng dấu chân vẫn chưa tàn phai. Tình ban đầu cầm ơi, thôi đừng chờ đợi nữa, người của em yêu đã thành thế nhân rồi. Mong ban đầu chỉ bấy nhiêu thôi, đôi dòng chữ chơi mấy lời nhắn nhủ. Rung rung tôi viết tên nàng, ai mua trăng vàng tôi bán cho. Dạ thưa bác, tại sao bác biết con Lan? Hồi nãy tôi sai nó qua đây, tình cờ gặp lúc ông bà phủ trần xuống đây nói chuyện. Nó đứng ở ngoài hè nó nghe hết á, nó mới chạy về nhà, vừa khóc vừa nói. Mà không, nó khóc thật nhiều chứ có nói được gì đâu. Hiểu cớ gì cháu đã gây điều tác tệ, làm khổ đau lòng mẹ, làm đau khổ bạn chung tình. Tôi muốn chết cho khỏi thấy cảnh gai mắt chương ta. Có một thằng con trai mà nó bạc nghĩa vô tình, chuyện lỡ rồi mình hãy tìm phương giải quyết. Bận lòng thì không sao tránh khỏi. Phải, chuyện lỡ dở ra tôi còn buồn như vậy. Con Lan,
nó còn buồn như vậy. Huống hồ chi hoàn cảnh của cha con ông Phủ Trần còn khổ đến mức nào nữa chị. Chị Cư, chị cho tôi thắp ba cây nhang để tôi thưa với anh cử đôi lời nghe chị. Anh cử à, xưa nay người ta thường nói thế vật đổi sau giờ, nhưng tôi tin rằng tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ dời đôi. Thập ba nén nhang tôi thành tâm xin anh tha thứ lỗi, vì tôi xin rút lại lời giao ước cũ đã từ lâu ràng buộc hai nhà. Anh biết tánh tôi mà, xưa nay tôi không thể nghe nói hai lời, nhưng giờ đây anh đã khuất nuôi chỉ cử táo tần trong cảnh mẹ quá con tôi. Anh dư biết tánh tôi xưa nay thề chẳng đổi dần, còn chỉ cử đây trước sau dần về, nay có chuyện biển dâu biến đổi, anh có linh thiêng xin đừng giận đừng hờn. Anh tôi, anh quyết hủy bỏ lời giao ước cũ sao? Cũng tại tôi sanh con mà tôi không biết dạy con, mọi việc do con mà rã tất cả. Bây giờ con không biết ăn làm sao, nói làm sao cho phải. Chị Cử, tôi xin thề có trời đất chứng cho là tôi không có chút buồn giận chị. Còn cháu Điệp, cháu yên tâm, ba không phiền trách cháu đâu. Chẳng qua cháu với con Lan vô phước chẳng được gần nhau nên mới xảy ra điều tai tiếng. Nay chuyện đã lỡ dở ra rồi, người ta giàu sang còn quyền thế, thì cái chuyện này không có dễ gì đâu. Với chị đây, con Lan nó vô phước, nghe nó chẳng được làm dâu, thì thôi để cho nó làm con gái trong gia đình. Nhà ở cạnh bên, khi tối lửa tắt đèn, con Lan nó sẽ tới lui thăm viếng. Còn chuyện quý hôn là do tôi quyết định, ở dưới suối vàng anh không phiền trách gì đâu. Nào đứa
lần trăng dần thủy chung sao ai ngồi hẹn thề, có phải chúng thủy thành phồn quá đô hội, lòng lấy sắc màu đã trôi cuộc đời anh. Nhìn một con đò trên sông nước long lanh, lòng rộn ra chờ phút giây tư dòng sông buồn ngấn lên.